Tôi giúp bị chật. Được cái gì? Làm ăn thế này à? Ồ, đây đấy trẻ. Đúng rồi. Phạt nó 3 triệu. Thank you.
Thank you.
Vợ ta mà ra kể đi cho mẹ nghe. Mà chú không cần đánh giá chú nữa. Thank you.
Ừ, chọn đã khó mà đâu. Mà được. Mẹ mang về ăn. Mang về ăn thì không chọn về nhà đâu.
Cần có thịt bò luôn. Ấy thì cũng không hẳn là ế, cháu đang tìm người tử tế để cháu yêu. Năm rồi thì ăn Tết ở đơn vị, sao năm nay là Tết nào? Đúng rồi, năm đầu thì năm nào
cuối năm là về thì nó mới lên 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 vào tuổi 21. Mà nó là không được quá đáng. Nó có 6 bắp ngô nhưng mà là vẫn rất quá đáng. Cái bảo người ta đền một bao người ta vẫn đền. Nó có thành lập 10 năm huyện năm ngoái rồi. Đấy là người Dao đấy. Người Dao đấy. Còn người da sa đỏ, thì lên thì họ lấy nhiều là một lốt của bà Mán thôi. Bà Mán ấy phạt nó 3 triệu. Đấy. Một cái cuộn lót thôi, nếu mà tôi đi mua cho một hai cái tôi vẫn mua được. Con chài mà con chài chết người ấy. Ví dụ cô đang ở trên này nhá. Cô mà biết mùa ấy, không sao mà đời cháu con khổ đấy. Thế nhà nhà tôi cãi nhau phát là phải đi làm. Làm tiếp. Ở đây là mấy người bị là nhiều thật đấy là đánh nhau đâu. Năm 30 rồi đúng không ạ? Trời ơi, cháu hỏi suốt, không quen, cháu muốn chào ấy, như cô ấy. Cô nhá.